Mọi người, hôm nay mình làm video này để trả lời cho câu hỏi về việc lựa chọn nhân vật 5 sao trong banner sắp tới. Nên xuống tiền cho con nào mới hợp? Đây là một thắc mắc quan trọng và hợp lý bởi vì nó liên quan tới tiền. Bỏ tiền sai chỗ đau lòng lắm. Có rất là nhiều thắc mắc kiểu này, nên lấy dòng ly bây giờ hay chờ 2.5 lấy một trong ba con yeah, Miko, Lôi Thần, Kokumi, hay là giữa ba con đó lấy con nào? Đây là dạng câu hỏi mình gặp rất là nhiều trên livestream và đôi lúc cảm thấy rất là mệt mỏi. Bởi vì để trả lời những câu hỏi này thì mình phải biết bạn là ai, bạn ạt bạn đang có cái gì và phải hiểu luôn tính cách của bạn mới tư vấn đúng được. Nhưng hôm nay thì khác, mình sẽ cố gắng đưa ra những hướng phù hợp cho đa số các cái tình huống luôn. Hy vọng video này sẽ giải quyết được băn khoăn của các bạn cũng như là giải tỏa áp lực cho bản thân mình khi livestream. Sau này ai hỏi có nên chọn cái gì thì mình chỉ vào video này. Ok. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ đưa ra một cái bảng xếp hạng coi như là những nhân vật cực kỳ cần thiết cho một cái account Genshin Impact để chơi cho ngon lành đó. Và đây là trả lời theo quan điểm của mình. Và luôn luôn như vậy thôi, mình sẽ trả lời một cách chủ quan nha. Video này nói luôn là chủ quan và áp đặt. Tại vì các bạn chạy tới hỏi suy nghĩ của mình, hỏi suy nghĩ của ông Tướng Mát về cái chuyện gacha hay không, thì Tướng Mát phải trả lời cho suy nghĩ Tướng Mát, chứ không có dùng cái suy nghĩ của một người khác mà trả lời họ. Thôi, nhưng mà các bạn an tâm đi, tuy trả lời chủ quan áp đặt nhưng mà vẫn sẽ có giá trị cho các bạn. Thế sao? Tại vì sao? Một nhân vật chơi gọi là kỳ cựu trong làng Genshin Impact. Đó, bây giờ mình có thể nói chuyện về Genshin Impact cả ngày cũng được, không cần phải đọc một cái tài liệu nào cả. Genshin nó nằm trong máu rồi. Đó, cho nên là những cái bạn nào giỏi quá thì không nói nha, nhưng các bạn mới chơi thì sẽ cần cái kinh nghiệm của mình đó. Ok, chúng ta cũng bắt đầu. Kazuha là một con 5 sao bắt buộc phải có cho một cái account chơi Genshin Impact ngon. Bởi vì con Kazuha này nó gia tăng sức mạnh khủng khiếp cho nhân vật debate của mình và thậm chí cho cả team luôn. Trong một số video gần đây hoặc trước đây mình làm về nhân vật, về cái Genshin Impact thì đều gần như là nhờ sự hỗ trợ của Kazuha rất là nhiều. Không có Kazuha thì không có thể hiện được cái lượng đam lớn như vậy đâu. Mới đây hôm qua mình đăng video về Chongyun đó. Thật sự nếu mà Chongyun không có Kazuha không có đánh được vậy. Thấy không? Ghê không? Con Kazuha luôn là nhân vật ưu tiên cho mọi loại đội hình mà đánh sát thương nguyên tố, là sát thương phép có thể phản ứng hoặc không.
thì nó sẽ có một cái điểm yếu nhé, có khen có chê. Điểm yếu của Cajun Hai là gì? Là nó không có hỗ trợ cho những cái đội hình mà nó không có giảm kháng bằng khuếch tán được, phải khuếch tán mới gia tăng sát thương, thì nó không có hỗ trợ cho đội hình nham, đội hình phong và đội hình đi bếp đánh vật lý, những con yêu la ra rồi đó thì Cajun Hai không hỗ trợ. Thì cái điểm yếu này khắc phục bằng cái nhân vật thứ hai cần có cho bạn, Genshin Impact đó. Cajun Hai là mặt trời, nó sẽ giải quyết tất cả những loại đội hình liên quan tới sát thương nguyên tố. Thì bây giờ mình sẽ cần tới nhân vật thứ hai là một ông mặt trời đúng không? Và ông mặt trăng. Ông mặt trăng này là ai? Là Zhongli. Nhân vật thứ hai cần phải có cho bạn cao là Zhongli. Bất ngờ không? Nhiều người ô nói sao gần đây con Zhongli nó bị nẹt quá, không ai bị nẹt, bị ra xối và đánh xuyên khiên. Rồi sắp tới có một con boss ở quan âm tỷ, boss ghê quá, chém cái chết Zhongli. Lấy giờ sao ông tiếng mắt lại nói là Zhongli xếp hàng hai. Cái tác dụng rất là lớn của khiên Zhongli á thì nó có nhiều tác dụng lắm, chứ không phải là chuyện sợ bị mất máu xuyên khiên đâu. Cái khiên Zhongli nó còn có khả năng giảm hoặc là không có bị kháng gián đoạn, mình bị không có bị té đó. Tuy là bị mất máu xuyên khiên mà không bị té, mình vẫn có thể cơ hội ra đòn vô quá, và mình sử dụng Wii iframe né đòn. Rồi cái thứ hai nữa là nó gì, nó giảm kháng tất cả 20%. Cái gì mà giảm kháng tất cả là quý à, nhưng mà đó chỗ làm tiền kỳ đồ mà giảm kháng tất cả 20% là cả nhà tài đúng không? Nhưng ở đây mình muốn nhấn mạnh cái quan trọng quý giá nhất của Zhongli là cái gì? Không phải là cái dù khiên, mà là cái khả năng xếp đội hình. Như nãy mình đã nói rồi, những cái đội hình mà liên quan đến sát thương nguyên tố thì auto phải đi với Cajun Hai. Nhưng mà có những lúc Cajun Hai không giải quyết được, tức là đội hình phong, đội hình nham, đội hình vật lý, Cajun Hai không giải quyết được ai. Thì bây giờ Zhongli giải quyết, bỏ Zhongli vô những cái đội hình đó. Mình nhấn mạnh chỗ này nha, đó là cái lý do quan trọng nhất mình phải có Zhongli để mình sắp team cho nó dễ. Khi đánh nguyên tố đi với Cajun Hai mặt trời, khi mà không đi được nguyên tố nó đánh một lý với nhau gì đó phải bỏ một bên Zhongli. Ok, anh em có hai con Cajun Hai, có Cajun Hai với Zhongli là coi như là giải quyết hết mọi tình huống trong game này rồi. Còn cái gì hãy quyết không được, xong rồi đánh nguyên tố, hỏa, đánh băng gì đó, thủy gì đó đi với Cajun Hai, còn đánh nham, đánh phong, đánh vật lý đi với Zhongli, đúng không? Ông mặt trời nhá, ông mặt trăng, nước sông không phạm nước giếng, hai cái rõ ràng như ngày và đêm đó. Ban ngày đi cây hoa mặt trời, ban đêm đi Zhongli mặt trăng, xong đó. Cái đó là cái sự quan trọng của Zhongli nha, không phải là chuyện khiên của sợ ôi xin khiên rồi chết mẹ bị nẹt, không quay tập bậy. Nếu mình sở hữu cả cây hoa Zhongli thì coi như cần mọi hình rồi, mình không còn gì để lo cả về cái chuyện câu sắp lên. Rồi tiếp theo là nhân vật thứ ba, cũng gần như là buộc phải có mà cái mức độ ưu tiên thấp hơn Cajun Hai và Zhongli, đó là con Lôi Thần. Số 1 Cajun Hai, số 2 Zhongli, số 3 là Lôi Thần. Nếu nói về sự cần thiết thì Lôi Thần không thật sự cần thiết bằng Cajun Hai Lôi Thần đâu, tại hai ông kia ông giải quyết hết trơn rồi. Nhưng mà Lôi Thần là một cái sự bổ sung, mở rộng sức mạnh ra, và cái quan trọng là Lôi Thần có thể kết hợp được với một trong cả hai con kia, tức là con Zhongli và Cajun Hai là nước sông không phạm nước giếng ha. Team nào có Zhongli là không có Cajun Hai, team có Cajun Hai không có Zhongli. Nhưng mà Lôi Thần là nó giống như dung hòa cả hai, nó giống như bầu trời đó, nó thể chứa đựng ban ngày, chứa đựng mặt trời, ban đêm chứa đựng mặt trăng. Thì mình có thể bỏ con Lôi Thần vô team của Cajun Hai khi cần thiết, qua bỏ Lôi Thần vô team của Zhongli mà không có bị một cái trở ngại nào hết, nó sẽ có tác dụng mở rộng cái sức mạnh cho team nó lên. Đặc biệt là những cái team mà con đi bếp mình nó gây sát thương dựa trên cái kỹ năng nguyên tố, nó dựa trên cái kỹ năng nộ, giống như thường hay là mình hay đi team mà đi team Ito á, Ito đi nham chứ mình không bỏ bút nham đâu. Cái vị trí gấp búp á, mình bỏ con Lôi Thần vô, Lôi Thần đi Ito rất là ngon. Tại sao? Con Ito đánh bằng cái quy không hả, thì Lôi Thần vô cái Ito quy hoài, thành ra là cái vòng sát thương của Ito rất liên tục. Hoặc là nếu trong trường hợp là con Xiao, nó Xiao nó cũng gây sát thương bằng cái quy không, những cái con nào mà liên đi bết mà nó chủ yếu xài cái quy thì bỏ Lôi Thần vô cực kỳ hợp luôn. Chưa kể Lôi Thần cũng có một khả năng gây sát thương lớn, đem thêm một cái lượng sát thương bổ sung cho đi bên cho con đi bên chính của mình, những cái team của mình nó rất là hoàn hảo. Nó bỏ vào là bỏ con Lôi Thần vô team là anh em không có bị hối tiếc gì cả, hối hận gì cả. Nhiều khi mình chơi team hay bỏ mấy con súp bò, mấy con heal vô, nhưng mà bỏ vô cái ổn cái vị trí, tại bỏ vô chỉ đi heal hay là đi búp này không ổn, con Lôi Thần vô nó vừa sạc được mà nó vừa đúng chém được luôn, rất là ngon. Mở rộng có một cái ạc, có con Lôi Thần vô cái team chơi khác liền, sắp team dễ, rất là dễ, không có bị vướng. Hoặc là nhiều khi mình bị lúng túng là mình bị thừa cái lỗ, không biết bỏ con nào vô, bỏ con Lôi Thần nhét vô cái lỗ đó bao hợp luôn. Đó là cái mảnh ghép gọi là auto hoàn chỉnh. Tôi có ba, em sắp được một team có ba con ngon, rồi con thứ tư không biết bỏ cái gì, em không biết bỏ cái gì, bỏ đại con Lôi Thần vô đi, bảo đảm ngon luôn. Nghe đó, đó là lý do Lôi Thần nó cực kỳ quan trọng, nó thiết thực, giá trị sử dụng lâu dài, xứng đáng để mình bỏ tiền xuống tiền.
Đó là cái bảng xếp hạng ba con nhân vật quan trọng nhất cho mạc Genshin Impact mình theo cái quan điểm của mình nha. Thì nhiều người hỏi đây là video nói về có nên lấy gacha sao là tự nhiên nói cái này. Phải nói các bạn, nói để gì? Để phân loại đối tượng đó. Tại nhiều ông cứ lăn tăn em anh tư mới sắp ra em có nên quay con đó hay không, thì bây giờ làm ơn cái ông đó đó. Ông mà có ba con này á, ông mà chưa có ba con này á, thì ông làm ơn quay làm sao cho có, thì đừng có lăn tăn quay bano con nào ra kệ đó, miễn sao em phải có được ba con này trước cái đã. Rồi sau khi em đã có ba con này thì lúc đó mình mới coi như mình đã qua được dòng gửi xe, mình sẽ nói tiếp. Rồi bây giờ thì mình mới nói tiếp nè. À, hai cháu làm ra à, mình nên quay con nào, thì bây giờ đã lôi thần là con quan trọng phải có rồi, thì giờ coi như auto lôi thần, nếu chưa có lôi thần phải lấy lôi thần. Bây giờ chỉ còn có hai con thôi, là bây giờ mình đã rút ngắn lại được cái câu hỏi rồi. Lẽ là 3.5 thứ ba con, nhưng bây giờ mình chỉ còn có hai con thôi. Phiên bản 2.5 ra thì nên quay Yamiko hay là Kokomi đó. Why are you acting like a fool? I'm walking around you where it's cool. Please tell me how you stay so cool. So why are you acting like a fool? Trying my best to get you. Sometimes I feel that you're just cruel. Could you give me a sign or maybe write me a letter? I just wanna get closer to feel the heat of your sweater. But why? Why can't you just fall in love? You are what I'm looking for. Yamiko là một nhân vật uphill DPS cực mạnh. Uphill nghĩa là uphill tức là nó DPS nó gây sát thương, nhưng mà nó không cần phải ra săn đứng lâu lâu, chỉ thả E nó chạy vô ba cái E xong có quy chạy ra thả quy rồi xong chạy vô, nó để cho đứa khác đứng săn thì mình gọi là uphill. Thì kiểu những nhân vật uphill DPS thế này thì nó xuất hiện rất là nhiều. Trước đây thì mình có những cái mô hình kiểu như là Shinchu hoặc là Sanglin, nó cũng là dạng uphill DPS đó, hay là mọi người hay gọi là sub DPS. Nhưng mà thật ra cái từ uphill nó chính xác thì sub. Thì uphill thì nó làm cho mình liên tưởng dễ dàng cái lối chơi con đó. Còn sub DPS thực ra là nó rất là chung chung, sub tức là phụ thôi, một con DPS thứ hai. Thì anh em chơi con DPS chính thì bỏ con DPS thứ hai ra thì gọi là sub vậy thôi. Nhưng mà con uphill hoàn toàn có thể là main DPS nha, tức là mình không có một con DPS chính, mình chỉ dùng con uphill đó làm main cũng được trong trường hợp của Yamiko. Tại vì Yamiko rất là mạnh, bởi vì cái sát thương của Yamiko đủ sức gồng gánh cho nó tư uphill, nó nên có thể làm main DPS luôn. Giả sử như mình đi với đội hình Kazuha thì để cho Kazuha nhảy nhót ở ngoài con về, nó chỉ thả E thả quy rồi chạy vô thì cái sát thương thì vẫn đủ để giết quá đủ lia lao hàng, thì như vậy gọi là main DPS rồi. Uphill là mình nói về cái cách hoạt động của kỹ năng, cái kiến thức nhân vật đó. Còn chuyện main DPS, hạ sức DPS là cái vai trò khi mà sắp vào team thì hoàn toàn không cần thêm một con DPS chính nữa, tức là mình con Yamiko nó uphill nhưng mà vẫn đảm bảo về vấn đề sát thương. Hoặc là anh em có thể là kết hợp với lại con Vi đó, ai có con Vi hoặc sao, nếu mà quay được cả con Vi nữa thì con Vi nó đứng ở ngoài nó chưởng nước đó, con uphill con Yamiko thì nó gây sát thương bằng cái việc trụ và lâu lâu ra thả Vi, hoàn toàn hợp lý, không có DPS chính nha, nên là không có một con DPS chính khác. Còn trong tình huống này con Yamiko nó trở thành DPS chính luôn. Một con uphill cực mạnh từ trước tới giờ. Trước giờ có uphill nhiều lắm. Fisho cũng gọi là uphill nè, Abido cũng uphill nè, Sanglin cũng uphill, Shinju cũng uphill. Nhưng mà mấy con đó sát thương không đủ gồng gánh như là con Yamiko. Mà thêm một cái hay của dòng uphill, những con nhân vật kiểu uphill kiểu này á, là nó rất là dễ kết hợp đội hình, nó như bỏ đội hình nào cũng được. Tại vì đâu có dành sang với ai đâu, giờ hết chỗ nào trống, một lỗ nào trống bỏ vào, là bỏ vào thêm sát thương cho cái team đó. Lâu lâu ra thả chủ đâu có dành sang của DPS chính đâu. Thì con Yamiko nó rất là có giá trị dài hạn, lên em sau này thì quay Yamiko rồi, sau này chơi con DPS chính thì vẫn có thể dùng con DPS chính yêu thích đi cặp với Yamiko được, không đến mức là một con phải nằm ngoài bỏ không xài. Cái uphill nó quý chỗ đó. À, có cái điều hơi đáng tiếc là hiện tại mình đang cần một con uphill hiệu hỏa mạnh, thì con Yamiko nó lại lâu thì nó lại không có cái được cái sự gọi là phản ứng gây ra phản ứng. À, nhưng mà chắc bù trừ thôi, có thể do Miho cũng thấy cái điểm đó, biết là con Yamiko này nó không có gây được phản ứng thì nó sẽ cho cái sát thương của Yamiko rất là mạnh, cho nên anh em chỉ bỏ Yamiko vào để gây sát thương thôi. Thực ra thì nó cũng có phản ứng, nó có những phản ứng liên quan đến lôi giống như điện dẫn hay quá tải, nó không quá mạnh đâu, nhưng mà nó vẫn bổ sung thêm chút đỉnh cũng được. Thì coi như là bởi vì nó có thể bỏ vô điện hỏa đi, điện hỏa cũng quá tải, cũng thêm chút quá tải, hoặc là bỏ vô đi cặp với thủy như là Kokomi gì đó vô, hoặc là thế ôn cũng rất là ngon. Thì chính vì kiểu đó cho nên là không hề có một sự giới hạn về mặt đội hình nào luôn cho cái team của mình khi mà lấy Yamiko. Tùy sức tương tượng, mình muốn bao nhiêu đội hình với Yamiko cũng được cả.
ở đó anh em sẽ thấy đủ thể loại team về Yamiko luôn. Đó là cái chỗ giá trị và đáng tiền của con Yamiko này. Rồi nãy giờ thì giới thiệu về ưu điểm Yamiko, bây giờ mình sẽ trả lời câu hỏi quan trọng nè, có nên gacha con Yamiko hay không? Thì như cái phần đầu tiên mình đã nói về ba cái con nhân vật buộc phải có, mặt trời, mặt trăng, bầu trời đó, Yongli, Kazuha, Lôi Thần, thì ngoài ba con đó ra những con khác đều có thể có hoặc không. Chính vì lý do là có thể có hoặc không cho nên anh em có thể cân nhắc. Bây giờ mình sẽ đưa ra ba cái tình huống để anh em lựa chọn nhé, ba tình huống có nên lấy Yamiko hay không. Nếu như anh em mà rơi vào ba trường tình huống này thì nên lấy. Rồi loại thứ nhất là loại account quá yếu. Cái loại này yếu ở đây là gì? Yếu ở đây là mình đã nói luôn là phải đảm bảo yếu tố, là tuy là vẫn có Kazuha, đã có Yongli, đã có Lôi Thần, nhưng mà nó vẫn yếu nha. Coi không có thì mình loại, không có mình không nói tới, không có thì loại dòng dưới xe rồi. Đã có ba con quan trọng rồi nhưng mà vẫn yếu. Yếu đây là bạn đi ra hàng quân xa không nổi. Có nhiều lý do cho cái chuyện yếu, nó muôn vàng luôn. Mình thấy rất là nhiều hạt có đủ nhân vật quan trọng nhưng vẫn yếu như thường thôi. Vì nó còn yếu tố khác như thánh nhân vật, các bạn chưa có fan thánh nhân vật đầy đủ, thánh nhân vật không ngon, cục côi rồi thánh rồi vũ khí, không có vũ khí, thậm chí cầm đồ bút sao không, rồi hoặc là các bạn không có đi bếp ngon, thì trong trường hợp này các bạn nên lấy thêm Yamiko. Tại Yamiko nó là một cái nguồn bổ sung, nó là cái nguồn gây sát thương rất là ngon cho team và nó phù hợp cho cái tình huống đi lao hàng. Tại lúc này bạn đang thiếu những cái con gọi là đi bích chính có đủ sức lèo lái sát thương cho team, thì con Yamiko nó sẽ làm tốt cái chuyện đó. Nó bỏ Yamiko rồi, nếu mình có một con đi bích khác bỏ vô thì cái team nó vẫn đủ, nó sẽ mở rộng, nó sẽ đủ sát thương để đánh là hàng cho nó nhanh. Chứ những cái con kia thì nó quan trọng thôi, nhưng mà nhiều khi nó không đảm bảo yếu tố sát thương cho các bạn đâu. Kazuha, Lôi Thần với lại Yongli đó, nó quan trọng để mình sắp đội hình, để mình có đội hình ngon đi thôi, nhưng mà nó vẫn chưa đảm bảo được yếu tố sát thương. Bây giờ mình đang thiếu yếu tố sát thương kia, đúng không? Thì mình bỏ lấy thêm dê về thì mình sẽ chơi cái hạt mình nó ngon hơn. Mình thiếu gì lấy đó, mình đang thiếu sát thương bỏ dê vô, bỏ con chuyên dụng để tạo ra sát thương thì đi lên hàng dễ hơn. Đó là những cái hạt yếu yếu đi lên hàng chưa nổi thì nên lấy Yamiko nhé. Rồi tiếp theo là dạng thứ hai, những cái dạng hạt cao, những cái loại người nào nên lấy Yamiko. Những bạn luôn muốn mở rộng lối chơi trong Genshin Impact, tức là bạn là người rất là thích xáo trộn nhiều kiểu đội hình khác nhau. Chứ không phải là chơi cứ bài tủ chơi hoài, em có Kazuha, có Hu Sao, có Shinchu, Thu Ma em cầm đánh hoài đã thấy mạnh quá, em chơi mấy đội hình khác em yếu, không phải. Nếu mà bạn vậy thôi khỏi lấy nha. Còn như bạn mà rất là thích chơi rất là nhiều kiểu, như mình cũng vậy, mình cũng xào rất nhiều đội hình. Đôi khi những đội hình mình xào mới là yếu hơn cái đội hình tủ của mình nữa, nhưng mà mình muốn chơi tại vì mình phái. Đôi khi mình lấy CL ra chơi tại vì mình có Hu Sao mạnh nhưng mà mình không chơi sao, mình phái lâu lâu chơi CL, đâu phái chơi Liên Quan, tại thấy Liên Quan cái avatar nhưng mà đẹp. Thì nếu các bạn là người đó và cũng giống như mình đó, chơi nhiều loại đội hình đó, thì các bạn nên lấy Yamiko. Yamiko là một con rất là phù hợp để chơi nhiều loại hình và mở rộng trải nghiệm, thì không thể nào không lấy. Có Yamiko vô mình sáng tạo, mình thả đội hình này thả đội hình kia vô, mình chơi đủ trò rất là vui, không có nhàm chán, không có kiểu rơi vào tình huống hôm nay đi lấy nhựa xong là bị hát ngày nghỉ không chơi ngày, giờ mình làm hút nhát quá. Bây giờ có thêm Yamiko, mình từ lâu vô mình sẽ xào trộn trong đó, xào lộn lung tung để lộn xào để mà có cái lối chơi phong phú nhất có thể nha. Đó là loại người thứ hai. Loại thứ ba loại người nên lấy Yamiko là gì? Là loại mê đùi, đúng không? Yamiko đó, cái này thì mở rộng ra nha. Yamiko là một con thiết kế ngoại hình rất đẹp. Cái này thì nó liên quan tới gu nữa, có người gu thẩm mỹ thì mọi người có khác rồi, nhưng mà trong cái đánh giá của mình, tại vì video này ai hỏi mình thì mình trả lời theo quan điểm của mình. Thì trước giờ trong game này chỉ có hai con đẹp thôi, hai con đẹp đó là con Liên Quan, đó là còn sau này bây giờ tới Yamiko, nó nhìn nó rất là sexy, rất là trưởng thành. Thân ảnh lung linh, dáng dấp lãng mạn, yểu điệu thức tha, thần thái sang trọng, diện mạo của nàng đẹp xinh một cách không thể nào tả nổi. Mắt to mũi thẳng, miệng nhỏ má hồng, nếu không phải tận mắt trông thấy, khó tin rằng trần gian lại có giai nhân tuyệt sắc đến như vậy. Ồ, mình sẽ tả cho Yamiko như vậy. Mặc dù cái đoạn văn đó chơm của chuyện ngôn lù, cái lòng ngôn tình nhá, đó. Nhưng mà nó rất là phù hợp luôn, trời ơi quá. Ai mê đùi không lấy, nhất là mấy cái ông là phá nhân vật nữ. Mình biết có ông người xem đó là họa sĩ Phát Gute, nó chuyên sưu tầm những nhân vật nữ đẹp để tạo cảm hứng sáng tạo cho mình vẽ tranh.
à, về mặt điểm người coi như là điểm người về thời trang, à, điểm người về ngoại hình đó, ai phái đẹp. À, loại thứ ba phải sở hữu những vật nữ đẹp nhất trong game này. Quay vào rồi lại quay chạy. Đây là bây giờ sẽ nói tới cùng Kokomi. Khi nào nó lấy Kokomi? Thì con Kokomi này là một cái con nhân vật cấp thủy rất tốt và cấp thủy rất là đều và rộng luôn. Tại cái game nó rộng, cấp thủy rất là coi như mình dùng từ mạnh nhé. Mạnh đây không phải là nghĩa là sát thương mà là cái khả năng cấp thủy của nó rất là thoải mái cho cái con khác đánh. Mình dùng từ là cấp thủy mạnh, nhưng mà là cấp thủy là người lớn nha. Nhưng mình giờ thì cái con Yamiko này ngoài cấp thủy mà nó còn heal nữa, hai trong một rất là ngon, rất là thoải mái khi mình chơi. Thường thì mình dùng con Kokomi này cho team đóng băng nhiều hơn team bốc hơi. À, tức là mình đi với lại con tụi anh du gì đó. Thì đóng băng thì nó thiên về khống chế và có cái dòng của anh du hay sang he, nó cái dòng e, cái vòng cái quy nó trong một phạm vi mình thả cái e nước vô thì đóng băng quá vĩnh cửu, đóng quá 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 đóng băng cứng cắc. Có những con đá nó đóng băng không được, những con boss thì gì đó nó khác hiệu ứng thì đóng băng đóng được nha. Cơ bản nếu mà đóng được đóng cứng luôn, rất là sướng. Còn chuyện đi với bốc hơi thì ít lắm, tại vì bốc hơi nó sẽ có những cái lựa chọn khác tốt hơn à. Thì mình có những con xin chùi đó chơi thoải mái lắm, đi với team nào cũng được, đi với bốc hơi, đi với hỏa cũng được, đi với băng cũng được, đi với lôi cũng được luôn, đi với lôi nó điện dẫn, đi cặp với con Bidu chứ mình gồng khiêng Bidu lên xong rồi cho con Kumi chủ cho giật xét con mà. Rồi nếu anh em có điều kiện quay thêm Yamiko thì hai đứa đó là một cặp trời sinh luôn, cô Kumi và Yamiko nhé. Lúc này cái thằng gây sát thương là thằng Gia, nhưng mà nó upfield nó đứng ở trong, còn thằng sức bọt gọi là hỗ trợ gây hiệu ứng nước và hiêu máu thì nó lại đứng ngoài sân. Nó không phải là đi bết nhưng mà nó là đứng ngoài sân đánh chính nha, nó đứng trên sân, còn con Mi đứng trên sân, còn Gia nó đứng nó núp trong vị trí dự bị luôn, thả cái chủ hai con đó chơi một cặp bài trùng luôn, gắn cặp thêm Sara rồi ai ta rồi cái thứ hai chỗ phê mình nghĩ tình hình đó thấy sướng rồi đó. Thì đây cũng là một dạng nhân vật mở rộng, tức là ngoài ba vị trí ba cái con Kanyuha, Yongli, Lôi Thần là bột hơi có rồi, còn kiểu mở rộng thế này nên em thích thì quay thôi, thích thì quay, thích thì mở rộng chơi những kiểu mình nói chơi đã hơn, sướng hơn. Cái nữa là cái con Komi nó cũng là một con xích bọt, thường thì những con mà năm xích bọt năm sao thì nó nên lấy đi, tuy là vai trò nó không thực sự quá nổi nó trợ vậy thôi, bởi vì nó cũng dễ bị thay thế lắm. Cái vai trò của con Kokomi nó dễ bị thay thế bởi những con khác, bởi vì mình sẽ có những con khác nó rẻ hơn và đáp ứng được. Nhưng cấp thủy thì mình có dễ dùng Shinchu, Mona gì đó, mình cấp thủy heal thì mình có những con heal rất là nhiều, Jin, Gigi, Diona, những heal rất là mạnh thì nó thay thế được vai trò của Kokomi thôi. Cho nên là Kokomi nó thật sự nó cũng không quá gọi là cực kỳ cần thiết, nó không thật sự là cần thiết. Mình lấy nó về chỉ để mở rộng cái lối chơi của mình, chơi nó sướng hơn, thoải mái hơn. Rồi vậy thôi, thì bây giờ ai nên lấy Kokomi này, thì những bạn nào thực sự dư giả về nguyên thạch, thoải mái về chuyện quay gacha đó thì các bạn sẽ lấy thì chơi đã hơn, chơi cái ạc mình nó tiện nghi thoải mái hơn. Cái nhiều cấp nước thì hiệu khỏe lắm, lúc mình sắp lao hàng á nhiều khi mình hay bị lúng túng, mình bỏ mấy con cấp nước cấp hiệu ứng đó, thì mình lại bị thiếu hiệu. Bây giờ có con Kokomi vô nên nó giải quyết những vấn đề liên quan tới hiệu rất là dễ dàng, nó tạo sự thoải mái. À, anh em còn nếu mà ai không có thì có thể dùng những con kiểu Jin gì đó để heal, nhưng mà nó hơi lúng túng, nhưng mà nó chịu thôi tại mình không muốn tốn tiền mà. Còn cái này thì mình sẽ gọi là bỏ tiền để tạo ra một sự thoải mái thêm chút đó, chứ không có phải là cần thiết nha. Kokomi không phải là một con quá cần thiết đâu. Ai mà đang phải gọi là nói chung là ai mà phải gọi là tốn bao tiền lộn, ai mà phải là toan tính về mặt nguyên thạch, phải tính toán sao cho nó hợp lý, nên quay con này với con kia phải suy nghĩ là ôi con hợp lý hơn thì thôi đừng có quay, tại vì thực sự nó không quá cần thiết tới mức đó đâu. Con Kokomi là dành cho những bạn đã dư giả nhé, dư giả chơi thoải mái thì quay, còn phải đắn đo tới mức mà giữa con này với con kia nó lấy con nào thì anh em có thể bỏ qua đi, chờ cái tình huống khác để mà kiếm một có thể nó ra những con gọi là thành gì đó, thành mới hả mà nó giá trị cỡ như Yongli, Kanyuha thì hẳn quay rồi thôi. Con này là một cái gì đó bổ sung thôi, bởi vì mình sẽ có những cái sự thay thế khác nó rẻ hơn rất là nhiều, 4 triệu để đánh đổi một cái gì đó nó không thực sự quá cần thiết, nó chỉ thoải mái hơn chút xíu thôi thì chắc là ok với đa số tất cả mọi người rồi. Ok, đó là tất cả những suy nghĩ của mình về chuyện gacha, về lựa chọn những vật năm sao trong bando 2.5 tới. Hy vọng những cái thông tin này sẽ giúp em có những cái nhìn rõ ràng hơn về cái gacha trong cái trò chơi Genshin Impact này nhé. Đó là cái vấn đề môn thở của Genshin Impact. Rồi bây giờ ok, xin chào và hẹn gặp lại. Peace.